Chú cá này được chế biến và lên thớt trong vòng chưa đầy 1 phút. Đầu cá vẫn còn đang thở mà cơ thể đã bị cắt thành 24 miếng. Khách hàng còn đốt cho nó điếu thuốc. Nhìn này, con cá thu này biết hút thuốc. Đây là một tiệm gỏi cá. Khách hàng thì đang tha hồ đánh chén. Còn con cá chỉ có thể trơ mắt ra nhìn từng miếng thịt của mình chui vào bụng họ. Mỗi khi có khách hàng tới chọn cá, con nào thông minh sẽ bơi ngửa giả chít. Chỉ có con cá thu này là vô cùng hoạt bát. Quả nhiên nó đã bị khách hàng chọn trúng. Nhưng ông chủ biết nó là cá mới nên không nỡ bán, mà len lén đổi sang một con khác. Thấy đồng loại của mình sắp bị giết hại tàn nhẫn, nó sợ tròn cả mắt, bèn nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào kính muốn thoát khỏi đây. Những con cá khác đều cảm thấy nó không bình thường, còn đặt cho nó biệt danh là Paddock. Chúng không hiểu tại sao Paddock lại làm vậy. Dù sao cũng là cá nuôi, sống được ngày nào hay ngày đấy thôi. Chúng không biết Paddock đến từ biển lớn. Nó có khát vọng tự do mãnh liệt. Mỗi khi đêm đến, tất cả đều sẽ xếp hàng đón đại ca của chúng. Một con cá bơn trốn dưới khay thoát nước chui ra, trông nó mồm méo mắt lệch, ánh mắt hung dữ. Thấy Paddock đang ngọ nguậy lung tung, nó bèn vả cho Paddock một cái. Rồi nó dùng quy tắc của mình để dạy Paddock cách sinh tồn ở nơi này. Paddock bị vả phát xỉu luôn, khiến lũ cá vô cùng hài lòng. Dù sao thì giả chít mới là quy tắc ngầm. Khi Paddock tỉnh lại thì trời đã sáng. Ông chủ ném một con cá sắp chít vào bể cá. Đây là thức ăn của chúng. Nhìn ánh mắt đói khát của đồng loại, Paddock cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Con cá đó còn đang luôn miệng cầu cứu. Nó đã bị kéo xuống khe thoát nước, phải để cho đại ca cá bơn sử dụng trước. Khi nó quay lại bể cá thì đã bị trượt hai mắt. Máu lập tức loang ra, kích thích cảm giác thèm ăn của lũ cá. Chúng nhào lên sâu xé. Chỉ có Paddock đứng im tại chỗ. Nó không thể chấp nhận việc ăn thịt đồng loại để sinh tồn. Paddock bèn lấy hết sức tung người khỏi mặt nước. Thế là nó nhảy ra khỏi bể cá. Lũ cá kinh ngạc há hốc mồm. Paddock liên tục nhảy tưng tưng trên mặt đất. Nó thấy biển lớn đang ở ngay trong tầm mắt, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại vô cùng xa xôi cách trở đối với nó. Cuối cùng ông chủ vẫn phát hiện ra, bèn nhặt lên và ném nó lại bể cá. Lúc này Paddock đã sức cùng lực kiệt, nhưng lần tẩu thoát này đã chạm tới đáy lòng cá vàng. Nó cũng khát khao được ra biển lớn, nhưng đại ca cá bơn từng nói với tụi nó, ngoài biển rất nguy hiểm, trong bể cá an toàn hơn. Paddock lập tức bảo đó là nói dối. Đêm đến, Paddock và cá vàng nghiên cứu cách bỏ trốn. Cảnh này đã bị cá bơn nhìn thấy, nó cảm thấy uy lực của mình bị khiêu chiến, bèn tấn công Paddock mãnh liệt. Mỗi tội nó già rồi nên cơ thể không còn nhanh nhạy, nên tự đâm đầu chảy máu mũi. Nhìn ánh mắt thảng thốt của đám đàn em, cá bơn nhục quá bèn chui về khay thoát nước. Một hôm ông chủ rửa bể cá, lũ cá được vớt sang chậu nước. Đây đúng là một cơ hội bỏ trốn tuyệt vời. Paddock không do dự nhảy ra ngoài. Sau đó cá vàng cũng đi theo nó. Khi chúng sắp nhảy ra tới biển, thì một người phụ nữ xuống xe dẫm vào đuôi của cá vàng. Sau đó ông chủ cũng phát hiện ra cá chạy mất. Paddock chỉ cách mặt biển đúng một bước, nhưng nhìn cá vàng bị bắt lại, nó không muốn bỏ lại đồng đội nên đã từ bỏ. Chúng lại bị ném vào bể cá một lần nữa. Paddock vừa đói vừa lạc lõng. Lúc này lại có thức ăn được ném vào trong bể. Đại ca cá bơn vẫn được hưởng mâm trên. Không ngờ nó lại bị con cá đó châm chọc. Ông cũng chỉ là kiếp sống tạm bợ thôi, chẳng có chút hy vọng gì. Bầy đặt đại với chẳng ca. Đại ca cá bơn vô cùng tức giận. Nó cắn con cá và xông vào bể cá. Nó phẫn nộ gặm cắn. Lũ cá thì vẫn nhào lên sâu xé. Đến cả cá vàng cũng không kìm nổi lòng. Nhưng Paddock vẫn phản đối chuyện này. Nó bèn dùng hết sức bình sinh tung người nhảy ra khỏi bể cá. Nó rơi vào bể cua hoàng đế ở bên cạnh. Paddock bị cào rách bầm dập mặt mũi. May mà một đứa nhóc nghịch ngợm vớt nó lên, rồi thả nó vào bể cá cảnh. Lúc này Paddock vừa mệt vừa đói. Lũ cá cảnh còn cà khịa nó nữa, bảo rằng cá làm thịt không xứng được ở chung với cá cảnh. Mau cút ra ngoài. Paddock đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm con cá nhỏ trước mắt. Phẫn nộ và đói khát khiến nó đạp đổ giới hạn. Trong bể cá bé tí teo đang diễn ra một cuộc đồ sát. Nhưng Paddock cũng đâm phải thanh kiếm đồ chơi trong bể. Nhìn con người đang nhai thịt đồng loại, Paddock chỉ có thể ra sức giãy giụa. Lúc này trong bể cá bên ngoài, cá vàng muốn đi cứu Paddock. Nó cũng nhảy vào bể cua hoàng đế, nhưng nó không được rơi vào lưới bắt cá, mà là những chiếc càng cua khổng lồ. Ông chủ phát hiện ra thì lại bỏ cá vàng vào bể cá. Nó chỉ còn thoi thóp một hơi thở, con lươn vô tình bạc bẽo lập tức há miệng ra đớp. Nhưng đại ca cá bơn không chịu được cảnh này, nó giành lại cá vàng trong mồm con lươn và đặt dưới người mình để bảo vệ. Đúng lúc này Paddock cũng bị ném lại vào bể cá. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này nên đã hiểu lầm cá bơn. Nó cực kỳ đau lòng, phẫn nộ đuổi theo cá bơn trong bể cá, muốn báo thù cho cá vàng. Nào ngờ có hai khách hàng vào tiệm họ chọn trúng đại ca cá bơn. Nó nằm trên thớt, thấy đồng loại của mình bị bê đi. Có con bị ăn sống, con thì bị đem đi nấu canh. Có con thì bị xay nát ra. Đây là lần đầu tiên đại ca cá bơn cảm nhận được cái chết ở gần như vậy. Nó trợn tròn hai mắt vô cùng khiếp sợ. Ông chủ mài dao rồi chuẩn bị ra tay. May mắn khách hàng lại đổi ý muốn ăn cá thu. Thế là đại ca cá bơn tránh được một kiếp nạn. Nhưng Paddock thì gay gâu rồi. Nó bị cắt thành 24 miếng và xếp lên đĩa. Đại ca cá bơn thấy cảnh này, nó nhận ra, so với việc sống tạm bợ qua ngày chi bằng đánh liều một phen. Thế là hôm sau nó thừa cơ đánh lén ông chủ, rồi nhảy ra khỏi bể cá. Nó nhào về phía biển lớn, nhảy tưng tưng trên mặt đất.
nhưng tốc độ mà nó đã gắng hết sức cũng không địch lại bước chân của con người. Nó bị ông chủ dẫm lên và bắt về nấu canh, nhưng đại ca cá bơn không hề bỏ cuộc, nó nhổ ra một cái gai. Đây là mảnh kiếm đồ chơi rơi ra từ người Paddock, ông chủ bị chọc vào tay thì bất giác buông ra, đại ca cá bơn rơi thẳng xuống biển, giờ nó mới biết được thế nào là tự do thực sự. Nhưng tiếc là không còn Paddock và cá vàng, bộ phim này vô cùng thực tế, cái bể cá nhỏ mà tựa như thế giới chúng ta đang sống. Lẽ nào loài người không giống vậy sao? Bị trói buộc bởi muôn vàn xiềng xích, mở mắt ra là thấy bao nguy hiểm gian khó, nhưng cũng có vô vàn cách, tiếp tục ngủ vùi trông có vẻ an ổn nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Chấp nhận hiện tại, hay lấy hết dũng khí theo đuổi tự do và ước mơ trong lòng. Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay chúng ta.